đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bạn trai tin đồn của Hèn Nhê bất ngờ khẳng định điều này tại nhà bạn gái, khiến ai cũng ngỡ ngàng. Chuyện tình cảm của hoa hậu Hèn Nhê và bạn trai luôn là đề tài nhận được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ. Mặc dù đã xác nhận có bạn trai nhưng danh tính người đàn ông trong mộng vẫn chưa được người đẹp tiết lộ. Thế nhưng cư dân mạng vẫn nhanh chóng tìm ra bạn trai tin đồn của hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017. Hiện tại do tình hình dịch bệnh, Hèn Nhê đang ở quê nhà Đắk Lắk. Trên trang cá nhân, hoa hậu thường xuyên cập nhật những hình ảnh cuộc sống hàng ngày của mình. Trước đó, bạn trai của Hèn Nhê cũng đã về quê với người đẹp, nhưng do bận công việc nên anh đã trở về Sài Gòn. Nhiều người còn chia sẻ rằng Hèn Nhê và bạn trai đang tính đến chuyện kết hôn. Mới đây, bạn trai tin đồn của Hèn Nhê đã chính thức chia sẻ bức ảnh mới nhất. Ngay lập tức, khán giả nhận ra rằng đây chính là góc chụp quen thuộc của nhà Hèn Nhê, căn nhà sàn quen thuộc cũng như được Hèn Nhê thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân. Bạn trai tin đồn của Hèn Nhê chia sẻ, góc yêu thích mỗi chiều về, mị nhóm bếp, khói tỏa khắp nhà rồi những tia nắng chiều len lỏi qua khe gỗ. Hôm nay trời Đắk Lắk đã làm ta lười biếng, chỉ muốn nằm dài nhưng mà không ngủ đâu, ngủ thì ngon đó nhưng sẽ phí một buổi chiều mát mẻ. Lời chia sẻ của bạn trai tin đồn Hèn Nhê khiến nhiều người tin rằng anh đang về quê Đắk Lắk thăm bạn gái. Bạn trai tin đồn của Hèn Nhê là đạo diễn nhiếp ảnh gia, người đẹp ED và bạn trai thường xuyên check-in cùng một địa điểm, cùng một khoảng thời gian. Đa số những hình ảnh của hoa hậu đều do bạn trai chụp. Người này cũng đăng tải ảnh chụp Hèn Nhê trên trang Instagram của mình. Hèn Nhê tiết lộ lý do chưa thể lên xe hoa khiến ai cũng đồng tình. Giống nhiều sao Việt khác, hoa hậu Hèn Nhê đang trong thời gian rảnh rỗi vì tình hình dịch bệnh. Ngày thứ năm theo yêu cầu cách ly xã hội của chính phủ, người đẹp gốc ED dành thời gian trò chuyện với người hâm mộ thông qua story Instagram. Khi nhận được các câu hỏi liên quan đến bài tập giữ dáng, Hèn Nhê mặc quần áo thoải mái, tóc cột cao hai bên, quay clip gập bụng để chia sẻ cách tập với fan. Bụng dưới hơi khó tập và tập rất nhiều bài nên đừng cho nó cơ hội đậu trên bụng mình, ăn xong đừng bao giờ ngồi nhé. Hèn Nhê vui đùa rằng cô thường xuyên tập động tác hớp má, chu môi để có gương mặt thon gọn và góc cạnh hơn. Chia sẻ về các bước dưỡng da cơ bản, Hèn Nhê cho biết cô thường skincare theo 4 bước, làm sạch mặt, bôi serum, dưỡng mắt, khóa ẩm và thỉnh thoảng đắp mặt nạ. Còn lâu Hèn mới lấy chồng, Hèn còn phải đi kiếm tiền, mọi người đừng hối Hèn lấy chồng nhé, Hèn mới có 28 tuổi thôi. Hèn Nhê cười vui vẻ khi trả lời câu hỏi bao giờ lấy chồng. Người đẹp gốc ED nói thêm cô nhận được rất nhiều tin nhắn của fan ủng hộ khi cô thi các cuộc thi quốc tế. Tuy nhiên Hèn Nhê cảm thấy bản thân đã khá già, chắc bây giờ đi thi hoa hậu quý bà, cô nói. Nói về kỷ lục đôi giày cao gót từng mang, Hèn cho hay cô đã sử dụng đôi giày cao đến 25cm trong một lần đi diễn tại Đại học Hồng Bàng. Bên cạnh đó Hèn chia sẻ thêm nhiều hình ảnh quay quần bên gia đình. Cô tâm sự sẽ sớm quay clip khoe nhà mới với người hâm mộ khi ngôi nhà được hoàn thành. Hèn Nhê đang ở quê nhà Đắk Lắk trong thời gian cách ly xã hội. Trên trang cá nhân, cô cập nhật thường xuyên các hoạt động thăm đồng, trồng cây, nấu ăn và chơi đùa cùng trẻ con. Chuyến về nhà lần này của Hèn còn có bạn trai đồng hành. Dù không để lộ mặt nửa kia, nhưng hoa hậu đã dành lời ngọt ngào cho người mà cô yêu thương. Ngày 27 tháng 3, người đẹp ED gây chú ý khi đăng bức hình chụp cọc tiền lớn và cho biết đó là tiền thuế thu nhập cá nhân. Sau đó, quản lý của Hèn đã chia sẻ. Cô ấy chỉ nghĩ đơn giản là mình đã nộp thuế xong, đã hoàn thành nghĩa vụ công dân. Hơn nữa lần này không phải quay lại thành phố Hồ Chí Minh nên cô ấy vui quá. Sau sự việc này, Hèn sẽ cẩn trọng hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.